Chào mọi người, lại là tôi, Sói đây. Nhận được sự yêu cầu của mọi người, đồng thời cũng là một fanboy chân chính của các tựa game Nhật Bản nói chung và các tựa game RPG nói riêng. Ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến cho mọi người một siêu phẩm đến từ đất nước mặt trời mọc với cái tên Persona 5. You wanna have a bad time? Persona 5 được phát triển bởi P Studio do Atlus phát hành. Ban đầu, Persona chỉ đơn thuần là một nhánh spin-off của tựa game Shin Megami Tensei. Bản đầu tiên của Persona được ra mắt cách đây chính xác là 22 năm và kể từ đó, nó cùng với các tên tuổi cùng thời đã tạo nên định nghĩa và đem lại thành công cho dòng game turn-based RPG hay còn được gọi là RPG. Tới nay, series đã ra mắt được 6 bản chính, cùng với đó là rất nhiều bản mở rộng và các tựa game ăn theo. Nói về Persona 5, có lẽ là tựa game thành công nhất của cả series. Persona 5 cho người chơi những trải nghiệm mà có lẽ không tựa game nào làm được. Gameplay của game rất dài, có thể mất đến 80 đến 100 giờ để hoàn thành. Vì vậy, tựa game hướng cho người chơi tới sự giải trí, thư giãn, chơi game là để tận hưởng, chứ không phải để hoàn thành nó thật sớm. Vì Persona 5 chỉ mang lại được trải nghiệm tốt nhất nếu bạn tự chơi, tự xem và tự tìm hiểu. Thế nên, để giữ lại hoàn toàn những cảm xúc đó cho các bạn đang và sẽ có ý định chơi, mình khuyên các bạn nên tự trải nghiệm trước khi xem video này. Trước khi bắt đầu vào tóm tắt, chúng ta phải biết về một số khái niệm được sử dụng nhiều nhất trong dòng game. Đó chính là Persona, cụm từ xuất hiện ngay ở tiêu đề của game. Vậy, Persona nghĩa là gì? Persona là một từ được cách điệu từ personality hay còn gọi là nhân cách. Persona là những cảm xúc giấu kín của một con người. Những cảm xúc này luôn tồn tại vô thức trong mỗi con người. Tuy nhiên, một số người có thể huấn luyện và điều khiển được nó. Trong Persona 5, những phần tính cách được bộc lộ ra ngoài, miêu tả giống như một chiếc mặt nạ. Khi một người gỡ bỏ chiếc mặt nạ này ra, Persona sẽ thức tỉnh, có hình dạng như một sinh vật dạng người, với hình dáng và sức mạnh phản chiếu tính cách của chủ nhân nó. Mỗi một người thường chỉ có một Persona, tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp đặc biệt, một người có thể sử dụng nhiều Persona. Cùng với đó, tồn tại một khái niệm khác là Shadow. Cũng giống như Persona, Shadow là hình chiếu của cảm xúc, tuy nhiên, các Shadow thường là những cảm xúc tiêu cực và không thể nào điều khiển được. Khi bắt đầu trò chơi, chúng ta bắt gặp cảnh nhân vật chính có biệt danh là Joker đang thực hiện một vụ cướp tại một casino thì bất ngờ cảnh sát ập vào và bắt giữ anh ta. Sau đó, Joker được đưa đến phòng thẩm vấn, bị cảnh sát đánh đập và bắt ký một tờ giấy với những lời thú nhận hết sức vô lý. Cùng với đó, một nữ công tố viên bắt đầu tra hỏi anh ta về những sự kiện đã diễn ra trong năm vừa qua. Tùy vào cách lựa chọn lời khai của người chơi sẽ dẫn đến những kết cục khác nhau. Vì tên của nhân vật chính sẽ do người chơi quyết định, nên để cho đỡ dài dòng, mình sẽ gọi tên của nhân vật chính theo nickname trong game là Joker. Trò chơi bắt đầu chính là dòng hồi tưởng của Joker về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhân vật chính của chúng ta, Joker, là một chàng trai trẻ 16 tuổi. Sau khi cố gắng giúp đỡ một người phụ nữ khỏi bị quấy rối bởi một người đàn ông lạ mặt, Joker bị vu oan và bị truy tố vì tội cố ý gây thương tích đối với người đàn ông kia. Sau đó, Joker phải chịu án cải tạo không giam giữ và bị chuyển đến học viện Sujin ở Tokyo. Tại Tokyo, Joker chịu sự quản thúc bởi Sojiro Sakura, người giám hộ của anh ta, đồng thời cũng là một chủ sở hữu của một quán cà phê có tên là Cafe LeBlanc, nơi ông ta cho Joker ở nhờ trong một căn hộ trên gác. Đêm đó, Joker nằm mơ, thấy mình xuất hiện trong Velvet Room, một căn phòng nằm giữa thực tại và ảo mộng, giữa tiềm thức và ý thức. Hình dáng của căn phòng là hình phản chiếu lại suy nghĩ của anh ta về thế giới thực. Tại đây, nhân vật chính mặc một chiếc áo tù và được quản thúc bởi Igor và hai trợ lý song sinh có tên là Caroline và Justin. Velvet Room cũng xuất hiện tại các phần chơi trước của series. Vì vậy, nếu các bạn đã từng chơi các bản trước của tựa game này, các bạn sẽ để ý thấy Igor có một giọng nói và thái độ rất kỳ lạ đối với người chơi, khác hoàn toàn so với những phiên bản trước. Vào ngày đầu tiên tới học viện Sujin, Joker bắt gặp hai người bạn cùng lớp là Antaka Maki và Ryuji Sakamoto. Sau đó, giáo viên thể chất Suguru Kamoshida cho anh đi nhờ xe, còn Joker thì cùng với Ryuji đi đến trường. Tuy nhiên, sau khi nghe Ryuji phàn nàn về Kamoshida, vốn là một tên biến thái chuyên lạm dụng thể xác và tình dục với các học sinh của mình, cậu ta và Joker đã vô tình kích hoạt một ứng dụng bí ẩn trên điện thoại dẫn họ đến một thế giới lạ lẫm, nơi có một tòa lâu đài đầy quái vật cấm kiếp, thứ mà sau này được biết đến với cái tên Shadow. Trong khi tìm đường thoát ra, họ gặp một bản sao trông giống hệt thầy giáo thể chất Kamoshida, mặc áo hoàng bào và đội một chiếc vương miện trên đầu. Hắn ta ra lệnh cho binh lính của mình tiêu diệt những kẻ xâm nhập. Trong lúc nguy cấp,
Joker xé tan chiếc mặt nạ của mình và thức tỉnh một persona có tên là Arsene. Trong lâu đài này, họ cũng bắt gặp một sinh vật biết nói, với ngoại hình trông giống một con mèo, tự xưng là Morgana. Morgana nói rằng cậu đã hoàn toàn mất đi trí nhớ về bản thân mình, tuy nhiên, cậu ta vẫn nhớ được những thứ cơ bản về thế giới này. Morgana sau đó đã dạy cho họ về bản chất của Metaverse, Palace, Persona và các Shadow. Đồng thời, Joker cũng phát hiện ra mình có thể thu phục và sử dụng nhiều Persona khác nhau. Chúng ta đã biết đến khái niệm Persona và Shadow, nhưng trong phần 5 của series Persona sẽ có thêm một số khái niệm mới. Thứ nhất là Metaverse. Metaverse hiểu đơn giản là một chiều không gian khác, tồn tại song song với thế giới thực. Khác với thế giới thực, thế giới này cũng có những quy luật riêng, tồn tại trong thế giới đó chủ yếu là các Shadow. Tòa lâu đài mà họ vừa xâm nhập được gọi là một Palace. Bản chất của các Palace chính là những suy nghĩ của chủ nhân về thế giới xung quanh. Vì Kamoshida coi bản thân mình giống như là một vị vua, nên Palace của hắn có hình dạng giống như một tòa lâu đài với hắn là vua, cùng với người hầu và các binh lính theo hầu hạ hắn. Trong những ngày tiếp theo, họ tiếp tục khám phá Palace. Đồng thời, Ryuji cũng thức tỉnh một persona có tên là Captain Kid. Họ nhận ra rằng cách duy nhất để phá hủy một Palace là đánh cắp kho báu của chủ sở hữu. Đồng thời, điều này sẽ làm thay đổi trái tim của họ. Việc này có thể dẫn đến chủ nhân của Palace ngoài đời sẽ mất hết đi động lực sống và tồi tệ hơn nữa, có thể dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, khi Ryuji có ý định báo với cảnh sát rằng Kamoshida đã lạm dụng thể xác và tình dục của các học sinh nữ, Kamoshida đe dọa sẽ báo với thầy hiệu trưởng và trục xuất họ cùng với học sinh Yuki Mishima, người mà Kamoshida đã ép phải truyền bá những tin đồn sai sự thật về nhân vật chính ra khỏi trường. Do đó, họ buộc phải thay đổi trái tim hắn ta. Cùng với đó, An cũng vô tình bị kéo vào Metaverse với họ và phát hiện ra sự thật về Kamoshida sau khi chứng kiến người bạn của cô, Shio Suzui, bị Kamoshida cưỡng bức. An sau đó cũng thức tỉnh một persona có tên là Kamen. Cả nhóm lấy tên là Phantom Thief of Heart, băng cướp trái tim, và tự đặt mật danh cho nhau với nhân vật chính là Joker. Morgana là Mona, Ryuji là Skui, An là Panther. Họ cùng nhau đánh cắp kho báu từ Palace của Kamoshida. Kho báu vốn là một thẻ vô hình, vì vậy, để khiến cho kho báu xuất hiện, họ buộc phải tác động vào tâm trí chủ nhân của một Palace ở thế giới thực bằng cách để lại một thẻ khiêu chiến khiến cho kho báu hiện lên. Đồng thời, việc để lại thẻ khiêu chiến sẽ chứng minh sự tồn tại của băng cướp. Cuối cùng, cả nhóm thành công cướp được kho báu và làm thay đổi trái tim của Kamoshida. Sau khi bị cướp mất trái tim, Kamoshida thừa nhận mọi tội lỗi trong việc lạm dụng học sinh của mình và bị đuổi việc. Để phục hồi ký ức đã mất và khám phá ra nguồn gốc của Morgana, họ cùng nhau điều tra Menmenstot, một Palace chung của tất cả mọi người. Trong khi đó, để chuộc lại lỗi lầm, Mishima hứa với nhân vật chính rằng anh ta sẽ bù đắp mọi lỗi lầm của mình bằng cách mở một website cho Phantom Thief, vì anh ta cho rằng nhân vật chính chắc chắn có liên quan đến việc thay đổi trái tim của Kamoshida. Trong khi điều tra Menmenstot, họ phát hiện ra rằng Ichiryusai Madarame, một họa sĩ nổi tiếng, đã ăn cắp một số tác phẩm của học sinh để trục lợi. Để điều tra thông tin về Madarame, cả nhóm tiến hành khai thác từ Yusuke Kitagawa, học trò của ông ta, người mà đã rất muốn A làm mẫu vẽ cho mình. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thông tin từ Yusuke không đem lại kết quả gì. Bù lại, họ đã phát hiện ra Palace của Madarame, một bảo tàng nghệ thuật đồ sộ, trưng bày những bức tranh chân dung của tất cả các học sinh của lão. Bởi trong tâm trí của Madarame, lão ta coi các học trò là những tác phẩm nghệ thuật. Trong Palace của Madarame, kho báu bị cất trong một căn phòng bị khóa kín. Để mở khóa căn phòng này, họ buộc phải mở khóa một căn phòng ở ngoài đời thật. Chính vì vậy, cả nhóm đã dùng chiêu mỹ nhân kế cho An tự nguyện làm người mẫu khỏa thân cho Yusuke vẽ để Morgana có thể lẻn vào nhà và mở khóa. Yusuke sau đó cũng bị kéo vào Metaverse, gặp phiên bản Shadow của Madarame. Lão ta tiết lộ sự thật, lão chính là người đã gây ra cái chết cho mẹ của Yusuke. Biết được sự thật, Yusuke thức tỉnh một persona mới có tên là Guemon. Sau khi đánh cắp kho báu và đánh bại phiên bản Shadow của Madarame, lão ta đã công khai xin lỗi trên truyền hình vì đã ăn cắp các tác phẩm của học sinh. Yusuke sau đó cũng tham gia Phantom Thief và lấy mật danh là Fox. Vài ngày sau, một thám tử trẻ tuổi có tên là Goro Akechi xuất hiện trên TV. Anh ta nói rằng băng cướp trái tim là những kẻ tội phạm ngoài vòng pháp luật và cần phải được trừng trị. Trong thời gian này,
chủ tịch của hội học sinh trường Sujin, Makoto Nijima đã bị hiệu trưởng trường là Kobazakawa gây áp lực để điều tra danh tính của băng cướp. Sau đó, cô đã thành công suy luận rằng Joker, Ryuji, An và Josuke chính là băng cướp trái tim và yêu cầu họ giúp cô cướp trái tim của một tên mafia đang lợi dụng các học sinh để kiếm lời. Nhờ các mối quan hệ của mình, Joker đã tìm ra chân tướng của tên trùm mafia, Juna Kaneshiro. Nhưng việc cả nhóm không thể tìm ra được palette của hắn ta dẫn đến việc Makoto đã đi gặp hắn ta trực tiếp một mình. Điều này vô tình khiến cả nhóm gặp rắc rối khi hắn ta chụp ảnh họ cùng với rượu bia, ma túy và tống tiền họ hàng triệu yên. Tuy nhiên, điều này cho phép họ khám phá ra palette của Kaneshiro, vốn là một ngân hàng khổng lồ bao trùm lên Shibuya với những cư dân là những chiếc ATM di động. Vì Kaneshiro coi những người khác giống như những chiếc máy rút tiền. Ghê tởm với bản chất của Kaneshiro, Makoto cũng thức tỉnh một persona có tên là Johanna với hình dạng một chiếc xe máy. Với sự giúp đỡ của Makoto, mật danh Queen với tư cách là quân sư cho cả nhóm, họ đã thành công trong việc đánh cắp kho báu của Kaneshiro, giải thoát họ khỏi sự tống tiền của hắn. Sau khi bị thay đổi trái tim, Kaneshiro đã đến đồn cảnh sát để tự thú. Trong kỳ nghỉ hè, cả nhóm bị khiêu khích bởi một nhóm hacker có tên là Mezep. Họ đe dọa rằng sẽ tìm ra và công khai danh tính của cả băng. Đồng thời cả nhóm cũng bất ngờ bị một hacker bí ẩn khác tên là Alibaba tiếp cận. Vị hacker này hứa giúp cho băng cướp chống lại Mezep nếu cả nhóm giúp họ một việc, đánh cắp trái tim của chính họ. Hành động kỳ lạ của Alibaba khiến họ phát hiện ra rằng Alibaba không ai khác chính là Fubata Sakura, con gái nuôi của Sojiro, người đã luôn giam mình trong căn phòng sau khi chứng kiến cái chết của mẹ mình. Trong palette của Fubata, đại diện cho một ngôi mộ mà cô cảm thấy bị mắc kẹt bên trong, họ phát hiện ra rằng Fubata muốn kho báu của mình bị đánh cắp để giải thoát cô khỏi những suy nghĩ tiêu cực và cảm giác tội lỗi của cô đối với cái chết của mẹ mình. Khi Fubata phát hiện ra cô cũng có thể vào palette, cô phải đối mặt với phiên bản Shadow của chính mình. Trong khi đó, cả băng cướp phải đối mặt với hình chiếu của Wakaba Isiki, mẹ của Fubata trong tâm trí cô. Khi Fubata cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng cô không có lỗi trong cái chết của mẹ mình, phiên bản Shadow của cô biến thành Necronomicon, một persona có hình dáng một chiếc phi thuyền ngoài không gian, cho phép cô giúp cho Phantom Thread xoay chuyển cuộc chiến chống lại Shadow và thay đổi thành công trái tim của chính cô. Phantom Thread cũng phát hiện ra rằng mẹ của cô, Kaba Isiki, đang nghiên cứu về Metaverse, điều này có liên quan mật thiết đến cái chết của bà. Fubata ra ngoài lần đầu tiên sau nhiều năm trời tự nhốt mình trong nhà. Sau đó, Fubata cũng gia nhập vào nhóm với mật danh Oracle. Cả nhóm Phantom Thread mở một cuộc bình chọn trên fan site để nhờ các fan của mình quyết định xem mục tiêu tiếp theo của họ là ai và người có số lượng vote nhiều nhất, CEO của một công ty đồ ăn nhanh, Okumura. Trước khi họ rời đi trong một chuyến nghỉ mát ở Hawaii, thầy hiệu trưởng trường Sujin, Kobazakawa, chết một cách bí ẩn trên đường đến đồn cảnh sát. Trong lúc đó, Morgana bắt đầu nghi ngờ về việc mình có phải con người hay không, cậu tủi thân và suy nghĩ quanh quẩn. Khi cả nhóm trở về Tokyo, một sự hiểu lầm xảy ra gây ra cuộc tranh cãi giữa Morgana và những người khác, dẫn đến việc Morgana rời nhóm để chứng tỏ bản thân. Cậu khẳng định rằng tự mình sẽ bắt được thủ phạm gây ra những cái chết gần đây. Lo lắng về cậu ta, cả nhóm Phantom Thread đã điều tra palette của Okumura, nơi có hình dạng giống như một trạm không gian, với những nhân viên là những con robot chỉ biết làm việc và có thể thay thế bất cứ lúc nào. Trong quá trình khám phá palette của Okumura, họ bắt gặp Morgana cùng với một cô gái lạ mặt, người có thể vượt qua được máy quét sinh trắc học của palette. Ngày hôm sau, họ phát hiện ra cô không ai khác chính là con gái riêng của Okumura, Haru Okumura, người sau đó đã tuyên bố rằng cô cũng muốn thay đổi trái tim của cha cô để chấm dứt sự ngược đãi với các nhân viên ở trong công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, cô còn một lý do cá nhân. Cha cô cố tình sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân với Sugimura, con trai của một chính trị gia có tầm ảnh hưởng. Cuối cùng, cả hai nhóm hòa giải và Haru tham gia vào băng cướp với mật danh là No, đồng thời thức tỉnh persona Milady khi đối đầu với hình chiếu của Sugimura trong palette của cha mình. Cùng nhau, Phantom Thread đánh cắp thành công kho báu của Okumura và thay đổi trái tim ông ta.
Nhưng sau khi họ bỏ lại phiên bản Shadow của Okumura trong Phalanx, một kẻ lạ mặt xuất hiện và giết chết phiên bản Shadow của Okumura. Trong khi cả nhóm ăn mừng thành công tại Tokyo Destiny Land, họ chứng kiến một sự kinh hoàng khi Okumura chết ngay trên sóng truyền hình. Trong một cuộc điều tra sau đó, Haru tình cờ nghe thấy thầy hiệu trưởng Kobayakawa cũng nhận được một thư khiêu chiến, khiến cô đặt câu hỏi liệu ban tổng thết có đứng sau cái chết của thầy hiệu trưởng không. Tuy nhiên, tất cả họ đều biết rằng đó không phải là sự thật. Các bình luận trái chiều trên mạng xã hội vô tình thúc đẩy sự nổi tiếng của Akechi nhờ những phát ngôn trên truyền hình khiến nhà trường mời anh ta đến dự lễ hội văn hóa của nhà trường. Trong một bài phát biểu, Akechi tiết lộ rằng anh ta đã phỏng đoán được danh tính của cả băng cướp, nhưng trước khi anh ta kịp nói, Akechi nhận được một cuộc gọi và yêu cầu cả băng nói chuyện riêng với anh ta. Anh ta nói với họ rằng anh ta đã biết được họ chính là Phantom Thief. Và thậm chí còn có một bức ảnh chứng minh rằng họ đã đi vào Metaverse, nhưng anh ta cũng suy luận rằng họ không phải thủ phạm của những vụ giết người, bởi vì anh ta cũng đã vào Metaverse và gặp phải thủ phạm thực sự và chỉ sống sót sau khi thức tỉnh một persona có tên là Robin Hood để tự vệ. Anh ta thuyết phục họ xâm nhập vào palace của công tố viên Shinijima, chị gái của Makoto, bởi cô có một nhận thức sai lầm về công lý. Sau đó, Akechi tạm thời gia nhập nhóm với mật danh là Crown. Bên trong palace của Shinijima, tòa án đã biến thành một sọc bạc với những trò chơi may rủi. Họ phát hiện ra rằng nguồn gốc của sự nhận thức sai lầm của cô là do sau cái chết của cha mình, cô thù ghét bọn tội phạm và muốn chúng phải trả giá, dù bằng những cách bẩn thỉu nhất. Sau đó, cả nhóm đánh bại phiên bản Shadow của cô và thuyết phục cô thay đổi. Đột nhiên, Palette bị xâm nhập bởi hàng chục cảnh sát thực sự, nhân vật chính đồng ý tự mình đi đánh đặc hướng cảnh sát. Nhưng sau đó, Joker cuối cùng cũng bị bắt và cảnh sát nói rằng một trong những đồng đội đã bán ứng anh ta. Sau khi bị cảnh sát giam giữ, Joker bị đánh thuốc mê, sau đó bị đánh đập và buộc phải ký một lời thú tội giả. Đây chính là phân cảnh đã xảy ra ở phần đầu của trò chơi. Tùy thuộc vào lựa chọn của người chơi, Joker sẽ tiết lộ tên của bạn bè và các đồng phạm dẫn đến Bad End, nơi Joker bị kẻ phản bội ám sát, hoặc thuốc mê bắt đầu hết hiệu lực và Joker dần nhớ ra sự thật, thuyết phục C lấy điện thoại của mình và đưa cho Akechi trên đường ra khỏi phòng giam. Sau khi C rời đi, Akechi nói chuyện với Joker, lấy súng của người bảo vệ và giết chết cả hai người. Sau đó, hắn ta gọi điện cho Masayoshi Shido, cấp trên của mình, để thông báo rằng hắn ta đã thành công trong nhiệm vụ của mình. Nếu Joker thành công trong việc thuyết phục Sae, cô ta sẽ nhận được hướng dẫn từ Alibaba và đưa cho Akechi xem chiếc điện thoại. Ngày hôm sau, tin tức thông báo rằng thủ lĩnh của Phantom Thief đã tự sát khi bị giam giữ. Nhưng phần còn lại của cả nhóm dường như đều đã biết sự thật. Cả nhóm gặp nhau tại quán cà phê LeBlanc những ngày sau đó. Hóa ra, Joker vẫn còn sống. Họ đã không đánh cắp kho báu của Sae, cho phép cả nhóm có thời gian tạo ra một phiên bản sao của phòng thẩm vấn, hình chiếu của Joker và người bảo vệ ở Metaverse. Sau đó, lừa Akechi đi vào palace của Sae, giết Joker và người bảo vệ giả. Vốn dĩ, họ đã biết rằng Akechi đã âm mưu chống lại họ ngay từ đầu, sau khi Morgana nhớ lại ra rằng Akechi đã thấy cậu ta nói chuyện tại cuộc gặp mặt ở đài truyền hình, mà chỉ những người đã ra vào Metaverse mới có thể hiểu được giọng nói của Morgana. Với sự giúp đỡ của Sojiro và Sae, cả nhóm Phantom Thief nhận ra rằng họ đã bị Masayoshi Shido thao túng ngay từ đầu. Hắn ta âm mưu sử dụng Phantom Thief nhằm tăng cường sự nổi tiếng của mình để trở thành tân thủ tướng Nhật Bản, đồng thời sử dụng Wakaba Isiki nghiên cứu về khoa học nhận thức nhằm sử dụng Metaverse. Nếu các bạn để ý, tất cả các palette khác đều có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với kế hoạch của Shido. Hiệu trưởng Kobayakawa cố tình để Kamoshida lạm dụng học sinh và cố gắng sử dụng Makoto để làm im lặng các cuộc tranh cãi xung quanh trường. Họa sĩ đạo Madarame và Mafia Kaneshiro là những người đã đầu tư tiền cho Shido. Kẻ mạo danh Mezep là một trong những người bạn thân của Shido, người dự định sẽ thừa nhận thất bại để củng cố sự nổi tiếng của Phantom Thief. Việc hack của Fubata là một sự kiện bất ngờ, tuy nhiên họ đã bỏ qua vì chuyện này cũng có lợi ích cho họ. Cùng với đó, Okumura ban đầu vốn là một thành viên của phe âm mưu dưới trướng Shido, nhưng khi hết giá trị lợi dụng, Shido đã dùng người hack fansite của Phantom Thief đẩy Okumura lên đầu bảng xếp hạng để băng cước thay đổi trái tim của ông ta. Sau đó, âm mưu buộc tội họ đã giết ông ta. Một cuộc đối đầu với Shido sau đó đã khiến Joker nhớ ra rằng
Sido chính là người đã kiện Joker khiến anh ta phải chịu án. Tất cả là một phần trong nỗ lực giữ thành tích và giành chiến thắng cho cuộc bầu cử lên Thủ tướng Nhật Bản mà không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào. Sau khi nhận ra rằng, trong nhận thức của hắn ta, tòa thị chính Nhật Bản giống như một con tàu mà hắn ta cần phải điều khiển, cả nhóm đã thâm nhập vào palace của Sido. Ở đó, họ phải đối đầu với những hình chiếu của các nhà chính trị gia mà Sido đã biến thành những shadow mạnh mẽ để bảo vệ hắn. Sau khi đánh bại chúng, họ phải đối mặt với Akechi. Hắn ta lúc này đã nhận ra rằng Joker vẫn còn sống. Đồng thời, hắn ta thừa nhận rằng chính hắn là người đứng sau những cái chết gần đây. Đây là một phần trong kế hoạch của hắn ta nhằm đưa Sido lên nắm quyền, sau đó cướp quyền lực từ tay hắn ta, đồng thời tiết lộ rằng hắn chính là con rơi của Sido. Tất cả những việc hắn làm nhằm trả thù cho việc Sido đã khiến mẹ của hắn ta tự sát. Sau khi bị đánh bại bởi Phantom Thiếp, hắn ta triệu hồi một persona khác có tên là Loki để chiến đấu với họ một lần nữa. Như vậy, Akechi cũng có khả năng giống với Joker. Sau khi họ đánh bại hắn ta một lần nữa, hình chiếu của Akechi trong tiềm thức của Sido xuất hiện và chĩa súng vào đầu Akechi thật. Sido đã đoán ra được rằng Akechi chính là con rơi của hắn ta và đã đề phòng trường hợp Akechi phản bội mình. Akechi thật sau đó đã nhận ra sai lầm của mình và tự nhốt mình với Akechi giả để cả nhóm có thể chạy thoát. Thay vì gửi thư khiêu chiến như mọi khi, lần này Fubata làm hẳn một video phát sóng tới tất cả người dân Nhật Bản, công khai rằng thủ lĩnh của họ vẫn còn sống và họ sẽ khiến Sido phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Sau đó, họ đã đánh bại phiên bản Shadow của Sido thành công. Tuy nhiên, điều này khiến Sido thật sự nhận ra rằng có một điều gì đó không ổn. Vì vậy, hắn ta cố giết những Phantom Thiết bằng cách uống một loại thuốc độc có khả năng gây chết tạm thời, đồng thời phá hủy palace của hắn và tiêu diệt tất cả những người bên trong. Các trợ lý của Sido phát hiện ra rằng băng cướp đã thay đổi thành công trái tim của Sido, khiến họ hoảng loạn, đặc biệt là sau khi hắn đã thừa nhận tất cả những hành động sai trái của mình trên truyền hình. Tuy nhiên, điều kỳ lạ xảy ra, tất cả mọi người bỗng nhiên quên mất sự tồn tại của băng cướp. Thậm chí, truyền hình cũng không đưa tin tức gì thêm về vụ việc này. Điều này khiến Phantom Thief điều tra Mementos vào đêm Giáng sinh. Họ phát hiện ra rằng, một thế lực kỳ lạ đang kiểm soát lòng tim của tất cả người dân. Trong sâu thẳm của Mementos, họ tìm thấy kho báu của tất cả mọi người, một chiếc chiến thánh khổng lồ, thứ đã nói chuyện với họ và yêu cầu họ phải phục tùng quyền lực của nó. Họ đã không thành công trong việc đánh bại chiến thánh và bị đẩy ra khỏi Mementos. Thành phố Shibuya và Mementos lúc này bắt đầu hợp nhất với nhau. Cả nhóm bị tan biến dần vì Phantom Thief không còn có được sự công nhận của mọi người. Joker tỉnh dậy trong Velvet Room một lần nữa khi Igor mắng anh ta vì đã thất bại và ra lệnh cho Caroline và rút tin xử tử anh ta. Sau một trận chiến khiến Joker suýt chết, hai cô gái bỗng nhận ra rằng có điều gì đó rất kỳ lạ. Sau đó, hai cô gái kết hợp lại với nhau, trở thành một dạng ban đầu có tên là Lavenza. Lavenza sau đó đã tiết lộ rằng Igor hiện tại là một kẻ mạo danh, người đã gian lận trong trò chơi quyết định số phận của loài người, mà trong đó hai người chơi là Joker và Akechi. Đồng thời, hắn ta chia Lavenza thành hai linh hồn là Caroline và Justin, khiến họ quên mất Igor hiện tại là giả. Igor giả sau đó đã đưa ra cho nhân vật chính hai sự lựa chọn. Một là phục tùng và trở thành trợ lý của hắn ta, cùng hắn ta kiểm soát thế giới, hoặc từ chối. Nếu Joker chấp nhận, Batman xuất hiện, Lavenza bày tỏ sự thất vọng vì anh ta đã chấp nhận thỏa thuận với tên Ngụy Thần. Còn nếu Joker từ chối, Igor giả rời đi và hợp nhất với Chiến Thánh. Lavenza tiết lộ rằng Igor thực sự đã mắc kẹt ở đây suốt thời gian qua và bạn bè của nhân vật chính vẫn còn sống và đang ở trong các nhà tù của Velvet Room. Sau khi giải thoát bạn bè của mình, Lavenza và Igor thật giúp anh ta trở về Tokyo. Morgana cuối cùng cũng nhớ lại được ra rằng Igor thật trước khi bị Igor giả giam cầm đã tạo ra Morgana bằng cách sử dụng hy vọng tự do của loài người nhằm tìm ra người được chọn và hỗ trợ anh ta trên hành trình ngăn chặn phe tà ác. Rồi Phantom Thief tiếp tục nhiệm vụ cuối cùng của họ là tiêu diệt chiếc chiến thánh. Trên đường tiêu diệt chiếc chiến thánh, băng cướp đánh bại vô vàn Shadow. Nhưng chiếc chiến thánh nhanh chóng biến thành hình dạng thật sự của nó, Ngụy Thần Jodebao, thần của sự kiểm soát. Tên tà thần tà ác này mới đúng là kẻ thực sự đứng sau mọi chuyện. Sido cùng với đồng bọn của hắn ta chẳng qua cũng chỉ là những con rối trong tay hắn. Cùng với sự giúp đỡ của mọi người, quản trị viên của Fansai, Yuki Mishima, giáo viên chủ nhiệm Sajado Kawakami, bác sĩ Tai Takemi, chủ sở hữu của cửa hàng súng mô hình Munehisi Iwai, thầy bói Chihaya Mifun, nhà báo điều tra Ichiko Ohia, thần đồng trò chơi điện tử Shinya Oda, chuyên gia Sogi Hifumi Togo, cựu chính trị gia Torando Suke Yoshida cùng với Sojiro Sakura và Sae Nijima.
Tất cả các cư dân dần dần tin tưởng trở lại vào bằng cước trái tim, khiến cho Joker sau đó đã thức tỉnh persona tối thượng là Satanel. Sau đó, với sức mạnh của Satan, nhân vật chính đánh bại Jadebao và cứu lấy nhân loại. Cùng với đó, Metaverse sụp đổ hoàn toàn. Đáng buồn thay, Morgana cũng biến mất, vì bản chất thực sự của Morgana xuất phát từ Metaverse. Sau khi được cứu, Tokyo trở lại bình thường, cả nhóm quyết định tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng thành công của họ vào ngày Giáng sinh. Tuy nhiên, Sae tìm đến Joker, cô nói với anh ta rằng để truy tố Shido, đồng thời để cả nhóm không bị truy cứu, anh ta phải cung cấp lời khai cho cảnh sát, đồng thời chịu giam giữ một thời gian. Phần còn lại của cả nhóm biết được tin xấu ngay ngày hôm sau và dành vài tháng tiếp theo để cố gắng giải thoát thủ lĩnh của mình ra khỏi nhà tù. Mùa xuân năm sau, Shido được đưa ra xét xử. Người phụ nữ mà Joker cứu ngày nào đã công khai sự thật và chống lại Shido, dẫn đến việc Joker được xóa bỏ mọi tiền án. Joker sau đó đã được trả tự do. Anh ta quay trở lại Tokyo lần cuối, dành thêm một ngày với bạn bè trước khi trở về quê nhà. Morgana cũng trở lại, sống sót sau sự sụp đổ của Metaverse, do các fan tục thuyết vẫn giữ cậu ta trong tâm trí của chính họ. Morgana quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình với nhân vật chính để dạy bảo và hướng dẫn anh ta trở thành một người tốt. Sau khi trải qua ngày lễ tình nhân tại Liberland, Joker trở về quê nhà của mình. Và đó là tóm tắt và phân tích cốt truyện của Persona 5. Nếu bạn thích video này, đừng quên like. Nếu bạn chưa subscribe, hãy subscribe ngay luôn nhé. Mình là Sói và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.